Anh dắt đi chợ nè, ông bà chú ơi. Anh dắt đi chợ mua đồ nè. Anh dắt đi chợ mua đồ phải không? Con đi mua cái gì vậy? Nói con đi mua ha, mua mấy cái đồ, mua mấy cái đồ Halloween về ha, làm cho anh Doanh với chị Hai ăn nha. Không, không ha. Không xuất. Không. Không. Không không không. Ồ nho. Nho ký 40 nè cả nhà. Nho này ngon không ta? Wow, người ta mua hết rồi nè. Đây còn không? Mình sẽ mua một miếng nha cả nhà. Cờ tím 218 đồng. Không nè, không bắt bà nè. Đi tới nè, đi tới đây. Không, dắt không nha. Không. Dắt hay không nè, dắt. Tới. À, đi nha. Ông mua bánh mì hả? Đi, đi 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 đằng đây nha. Đi đây. Đi. Không, không bắt bà mà mua đồ nè. Bắt bà đâu rồi? Bắt bà ơi. Bắt bà đâu rồi? Đi bắt bà. Đi bắt bà. Không. Không. Đi kiếm bắt bà ha. Không. 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 Tới đây nè. Tới đây nè, mẹ tới đây mẹ cho nè. Tới đây. Tới đây nè. Tới đây mẹ cho con nè. Dắt không nè. Dắt không nè, dắt. Dắt ơi. Hả? Tới đây nè. Mình sẽ mua cái này nè. Mua cái này một hộp. Mua cái này một hộp. Hai thứ. Mình mua bịch. Bịch khai khai. Mua mỗi thứ một loại cho. Cho mấy đứa nhỏ nó về nó. Bữa nay nó Halloween nó ăn nè ông bầu chú ơi. Nó chỉ ra với John á. Ôi em dắt đẩy à. Dắt đẩy gì đâu vậy con. Em dắt nó đẩy. Như cái đội phía xa nữa mà nó đi đâu rồi. Đội phía xa nó hết hay gì ơi. Sao vậy? Ôi dồi, ho, ha. Chém ho nha. Ôi ơi, đẩy ra, đẩy không thấy đường luôn á. Nhắm mắt nhắm mũi đẩy ra. Hả? Nhắm mắt nhắm mũi đẩy ra vậy. Nè, ho quầy. Ho chết thiệt. Ở đây, ở đây. Ở đây hả? Ở đây nha. Đi trả tiền nha. Đó rồi, coi chừng té nha. Đây, 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 đây. Dắt, dắt khúc. Ôi, dắt, dắt cho mẹ nè, cho mẹ nè, mẹ lấy cái này nữa nè. Dắt ơi, dắt, dắt. Dạ ơi. Hả? Ủa gớt đi. Hả? Đẩy hả? Cái này, này này này, cái này của người ta. Cái này của người ta con. Cái này của người ta nha. Ôi, giỏi dữ nha nha. Ơi, phu sao? Ủa, đi đâu vậy? Không quẹo hả? Không quẹo hả? Không quẹo hả? Dạ. Ông bà con chú về nhìn cái gai giống như con gì vậy? Thấy ghê không? À, bắt đầu nó đi, nó dây dồn, nó xin, bắt đầu đi xin kẹo nào ông bà chú ơi. Anh ta con mặt tôi nè. Ủa, vậy đây. Chú ơi, con bỏ vô tù lá. Mấy cây vậy? 4 cây. 4 cây hả? Xin tôi mua xin glass. Mua cái này nữa hồi chút xíu nướng lên á, cho mấy đứa nhỏ nó ăn á. Nó ăn Halloween nè, ông bà chú ơi. Đó, coi em vô anh. À, hai chị em nó chuẩn bị đi xin kẹo không bà chú ơi. Rồi em dắt làm gì, em dắt cái cởi áo ra. Coi đó. Ơi. Chúng em á. Ê, chúng em á. Chúng em ăn đồ á, con chị Hai kìa chú, dễ mặt kìa. Ôi ôi, nhìn á, má bà nhìn còn sợ nữa, đừng có nói ai. Dễ lắm không? Nói mẹ không vậy á. Dắt đâu có đi đâu, dắt đâu có đi xin kẹo đâu. Gió, chúng mặt cái gió. Ba đó. Con nhà ba mình nó rảnh. Ủa.
mới vô nữa. Ôi mấy cha con bây giờ bắt đầu đi xin kẹo nè ông bà chú ơi. Đi phua dạ. Trời đạnh muốn xỉu luôn á. Đi phua đi tè. Đứa đứa xách một cái túi. Mà mẹ dắt. Dắt ở nhà với mẹ đi, dắt ơi ra đi lạnh chết rồi dắt ơi. Ở ngoài tối hùi à. Cho ba cha con đi xin kẹo. Hai đứa ơi, đi xin kẹo về nè. Xin được bao nhiêu kẹo lại đây coi coi. Dạ. Wow, đó vô mẹ ở nhà mẹ nướng dạ. Nướng buffet nè. Nó ra à, ba vì nó nhận nửa nhiều quá à, biết đâu à. Mẹ thấy nó bể ra cho mẹ tắt nửa đó. Nếu không là nó còn xì ra hết nữa. Ôi phô mai chạy ra hết rồi. Ủa, phô mai cái mùi nặc nồng luôn á. À. Đâu, xin được bao nhiêu kẹo đâu coi okay. Đây. Em cũng nặng á vợ chứ. Hai đứa em cho anh xin bằng nhau luôn hả? Ok. Em vợ chú. Chuẩn bị chưa? Nặng không? Oh, trời shit. Ôi nó dính nè chết rồi. Nói sao mẹ không có mỡ? Hả? Ooh, the head is cheese. Yes. Ah, tinta. Let me hold it for fixer. Okay. Yon, tinta. Yon, đổ kẹo ra Yon. Để lên. Để lên nè. Coi kẹo bao nhiêu. Ừ, nó nóng á. Đổ kẹo ra. Yon. Rồi của chị hai đổ trước đi. Mình xài cái bọc này. Trời ơi. Xin đừng nấu kẹo luôn nè. Ừ, của em cho anh không? Của em cho anh đổ ra. Đổ của em cho anh nha. Coi nè. Năm nay xin nhiều vậy. Năm nay người ta cho nhiều vậy. Ủa của cho nhiều quá nè. You really trade or nothing? All tennis goodies mot them. Của cho anh có cái màu đỏ. Chị Hà không có màu đỏ. Hungry. You really trade a dent for them. Để hết rồi. Năm nay hai đứa xin được nhiều kẹo dữ vậy. Đi bao nhiêu nhà vậy mà xin được nhiều kẹo. Đây là Chris. Đây là Chris. Dạ, vafan. John, trade en sån här för din för att det inte är samma färg. Nej. Det inte, men kolla och du kommer få. Och kan det hai cái màu mà xanh còn cái kia hai cái màu xanh đậm. Can we ask nữa. Rồi gom lên đi rồi lấy ra nghe bưng comment eta đi. John, can we snell a tree? Do nothing. Lu đít con Minh luôn hả? Ừ, bê lại con Minh. Mời em bởi cho anh con. Ok, mời em bởi cho anh con. Nóng lên nhanh lên, cái phô mai nó nóng lên John. Phô mai nó chạy ra nó nóng rồi, nó hồi cắn vô ngăn đó. Nào. Đó, đi xin kẹo về cái xong mẹ ha. Ừ, cái này nó phô mai nó chạy ra hết rồi nè. Phô mai không biết ở trong đó nó có gì nè, ngon quá không? Ngon. Ừ. Sao mà hỏi mùi phô mai nó nặng thế à? This. Nó mặn. Phô mai nó mặn. Tay. Ừ, anh quay tay ông bà ở dưới này. Em nhắc là trung thành với quay tay. Chicken nugget. Chicken nugget. Ừ. Phô mai nó béo béo. Béo béo mặn mặn. Chili cheese. Ừ. Phô mai ngon á. Phô mai này nó béo béo mặn mặn vừa ăn á. Để sao? Mẹ không bỏ cho em. Mẹ ta có cửa mà mẹ không có mở cửa. Mình sợ lắm cái nha. Mấy cha con đi hết rồi cho nên hai anh ta gõ cửa cọt cọt mà mình đâu có dám mở đâu. Nào con muốn đấy nào. Cái này gà này gà. Dạ hương vậy. Chị phân cho cho anh mà giá cho phân ngập. Mẹ mới kịp ngập. Đây con. Nó đẹp thì nó mẹ vòng vậy. Phân bật. Ừ, mình chân à? Brother, stop my sauce. Alla, det här är chili cheese. Det vill jag göra en ursäkt bara. Ja, men jag har inte ätit dem. Jag går efter färgen.
Då är det inte samma sak. Du känner bao nhiêu cảm, bao nhiêu nhà. Gäller det även på röd och svart bil? Samma sak. Du dầm dầm ở đây hết rồi hả? Dầm dầm. Năm nay thì cũng có người khác đi sinh nữa hả? Nhiều người đúng không? Nhiều người đi sinh lắm hả? Ở đâu mà người tiêu lắm? Vâng. Mỗi năm không ai đi sinh hết, nhưng năm nay á mấy đứa nhỏ đi sinh nhiều. Mà mình sinh muốn xong là mấy người nó mới tới. Bộ đàn em bẹt ra nó mò lấy cái chuyện. Gillar den här bättre? Hon tar samma. Här är skillnad. Ja, det är skillnad. Ja. Det är lite... Du känner väl lite skillnad? Mm, det är bra. Det får man, det är bra. Det är cheesy. Kan man loppa sig? Okay. I found a crust. Mẹ muốn mua pizza nữa mà nó hết pizza. Avocado crust then. See that? Oi. The type crust then of the hell. Not the first number. Nè, coi là phần hai rồi. Anh lấy một dấu phun. Cái út ngon á. Ăn thử cái út đi, ngon á. Đúng rồi. Quá cay. Nó không hả? Ăn nhiều hả? Cái mùi nó vừa ăn. Nhớ cho hai lẽ ăn thịt này phải không? Cái này chỉ cần nó gần này nhanh. Chỉ cần nó gần này. Nhớ cho hai lẽ ăn thịt này. Nhớ 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 thịt này. Pumpe. Cái này khoai tây nè các nhà. Khoai tây mà nó khắc cái mặt mặt cái bí ma. Cà sao mai một cái ma. Ông kia thì thật. Cái bông. Qua tay ngon lắm. Jag ska ta den sista sen jag klar. Nó có kéo nó đây đưa cái đồ ăn con đấy nè. Cái thôi gì nha. I give you this flavor for the blue. Nè. Jag har bara smak. Man är grym. Åh, jag såg på dem. Jag ska skriva och kolla på dem. Det är mango och vanilj. Och blåbär. Jag fattar inte varför de hade sin ingång. Där uppe. Den där nere var källaringången. Jaha. Ja, men det ser ut som en huvud. Har du ägnat jul? Ngon va? Dự ăn. Mỗi năm nay sinh nhiều hơn năm mỗi năm ha. Mỗi một giờ. Không, thôi cứ làm xíu. Ừ, chị hai nhiều, anh Nhân cũng nhiều chứ, hai đứa nhiều. Mình được nhắm nhau mà. Ừ. Cho mỗi năm ít lắm không? Mỗi năm ta cho cái vài cục à? Mà năm nay kẹo ngon đó chứ. Năm nay kẹo toàn là kẹo bịch giấy không à? Có đi bà nội của anh Sam xin không? Ừ. Có cho không? Ừ. Có à? Mình mới đi ra ngoài cửa thì giờ mày cái thằng nó tới vậy nó đi khánh cùng nó xíu xíu tới nhà mình nha. Nó đi theo hả? Không. Đi theo rồi xong rồi không nó nói chút xíu nó tới nhà mình xin hả? Nó nói xíu xíu tới nhà nó. À, nó nói mà con tới chút xíu tới nhà nó xin hả? Nó chỉ nhà nó hả? Nhà đó kìa. À, nhà cái bên nhà bà nội của Sam không? Ừ. Nó cũng đi xin đúng không? Mấy thằng đó đó. Nó đi xin không? Nhiều đứa à? Ừ. Không biết. Con của cái con nhỏ đó mấy đứa đó có đi xin không? Ừ. Con nhỏ nhiều đứa con đó. Biết rồi. Nó có đi xin không? Ừ. Không thấy à? Không biết. Ừ. Con nhìn thấy mấy người kia có quen không? Không có quen à? Ừ. Nên nhìn mặt chị hai ta sợ quá. Không cho là tôi làm cái mặt thẹt, mặt sẹo vậy nè.
Chị hai vẽ bài bản đúng không? Mà chúng con không phải khơi khơi vẽ dại vẽ lại đâu nha. Ồ vẽ giống như vết thẹo, giống như bị thẹo. hồi nãy vẽ chút xíu cái trên trên mày xíu mà chưa vẽ mấy cái kia. Mình nói trời trời vẽ giống như mới bị té bầm bị thẹo gì á. Cái này. Hai đứa quất hết đi, hai đứa ăn hết đi. Ngon chứ, cái này ngon á. Nó nằm cái vị vừa ăn. Hơi mặn mặn. Béo béo. Cái mùi nó không có khó ăn. Mùi nó dễ ăn. Cái này là con có cái này. Từ từ giống nhau. Dở con con cá. Gọi em lên nè. Em dắt nè. Em dắt em quay tay cho mọi thứ này. Anh lấy cục khoai tây cho mặt cái mặt nó xấu, cái mặt xấu con của ai mà nó xấu dữ vậy nè, xấu quá nè, cưng xỉu luôn mày, cái mặt này cưng xỉu luôn mày, con kìa cưng xỉu luôn rồi, ôi đẹp trai lắm không bảo chú ơi. Đẹp trai hơn anh Doanh luôn rồi. Ừ. Đúng không? 100 đừng đẹp hơn Doanh. Trời ơi sao nói vậy? Anh Doanh đẹp trai lắm chứ bộ. Giỡn đâu. Anh Doanh nó... Ok Doanh nó đẹp trai mà dắt nó 100 lần đẹp trai hơn Doanh. Anh dắt đẹp trai 100 lần, anh Doanh cũng đẹp trai 99 lần đúng không? Anh dắt, em dắt anh Doanh thua em dắt một lần thôi chứ thua chi nhiều. Ta anh em với nhau mà đúng không Doanh? Nhìn khác nha. Khác ở chỗ nào? Cùng cha cùng mẹ đúng không? Ừ. Hai kỳ cục. Chỉ có chị hai là xấu nè. Bữa nay chị hai xấu quá. Chị hai sao ý tưởng vẽ cái mặt thấy ghê. Cái này giống ai vậy? Cái này giống mai gì vậy? A sao đau hả? Dạ có biết. Giống như con gì á, nó có cái con gì nó có trùng mũi. Con nó nhảy á. Ừ. Chị hai cười coi. Cười coi nó ra sao. Cười tự nhiên á. nhúng có làm gì á, có nó ăn mà nó biểu cảm ba la cho con bắt nè này để ăn hết luôn. Nha, cái này xong nha, ăn no luôn. Ừ, ăn cho no luôn đi. Em cho nó hồi té. Lạnh không? Hồi nãy hai đứa đi xin lạnh không? Lạnh chết mồ luôn không? Chị hai anh vô nó không có mặc quần dài á, lạnh chết mồ luôn. Nè, vô nó mặc đầm. Mặc đầm, cái đầm nó, cái gió nó vô cái chân lạnh. Lạnh gúng luôn á. Xạo xạo. Mà chị hai nãy có đeo bao tay không? Không. Trời đất ơi. À, mẹ cho cục này. Con sẽ thử chấm. Ketchup. Cái chỗ đó, cái chụp cao hay gì? Ketchup bình thường á. Mẹ ketchup bình thường. Ngon nha. Không chịu cái này. Mẹ ketchup bình thường. Yeah.
tuyệt đối không có cho em ăn kẹo nghe không, em ăn nó hô lắm rồi đó, không có cho nó ăn kẹo, không cho nó uống nước ngọt đâu. Này ăn tới đây thôi chị Hai, em cho anh chào tạm biệt ông bà chú. Ok anh á, xin chào ông bà chú. Thương cho anh Nhi Hai, chị lên ký mượn mơn bà chú. Ủa dắt, dắt. Không có quay dắt. Đâu, đâu nói đợi coi. Bà chú thương cho anh Nhi Hai dắt. Bà chú thương cho anh Nhi Hai dắt. Chị lên ký mượn mơn bà chú. Trời ơi, giỏi quá. Tới chị Hai nè. Bà chú, bà cứ chút nên con nhon nhắc nha, bà cứ chút nên cái sẻ với like cho con nhon nhắc nha, cảm ơn bà chú. Bye bye, anh Trân bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.